Thiệt tình, ông cứ mưa xuống nắng lên vậy, già cả rồi chịu sao nổi. Má, Con má ngồi đi. Sao mà má ho dữ vậy? không sao đâu con, hôm qua ông mưa quá nên ba cái củi ướt, má thổi má nhúng lửa hoài không được, má ho má sặc á. Con đã nói với má rồi, củi đang ướt mà má nhóm như vậy rồi khói nhiều, má đang bệnh đó. Má hết khói nhiều như vậy làm sao má hết bệnh được. Thôi được rồi, để chút nữa con chạy ra tiệm thuốc hốt vài thang thuốc về cho má nấu uống nha. Má nói rồi, má không có sao đâu, mưa xuống nắng lên vậy ai mà chịu cho nổi, má uống hết cửa thuốc này là má hết bệnh nè con. Má cũng nghĩ má thương cho con, từ ngày má bệnh bao nhiêu điền đất hương quả rồi con bán hết để lo thuốc thang cho má. Mà cái chân thư ký ở văn phòng luật của con lương bổng chẳng có bao nhiêu. Con à, nghĩ đi nghĩ lại, má thấy mình là gánh nặng cho con. Biết vậy hồi đầu, má không quay lại tìm con thì đỡ khổ cho con rồi. Khi đó con ở Sài Gòn làm lớn, chứ đâu cần chui rút về cái xứ này. Cha mất rồi, con chỉ còn mỗi mình má thôi. Má thương con, má tìm về với con là con cảm ơn trời Phật rồi. Về Bạc Liêu cũng tốt, nhưng mà ở đây cũng gần nhà cổ mà má. Thôi được rồi, chuyện đã như vậy rồi. Nhưng mà cô cầm thư đó, cổ có thương con không? Dạ có. Chỉ là nhà mình nghèo quá, không có môn đăng hộ đối, cho nên chắc là... Nhưng mà con thiệt lòng muốn ăn đời ở kiếp với cổ. Nhìn cái mặt hờ câm của con y như cha con hồi đó vậy. Phải chi hồi đó má đừng có quá mê ca hát thì gia đình mình đâu có tan đàn xẻ nghé. Cha con hồi đó làm ăn giỏi lắm, đâu có thua gì cha của cô gái đó đâu. Rồi cha con sau đó ổng có ưng ai không? Suốt cuộc đời của cha, cha chỉ thương có mình má thôi. Rồi ổng mất như thế nào? Dạ, chừng vài năm sau ngày má rời đi, sau đó con theo má nuôi lên Sài Gòn luôn.